Quỳnh búp bê, nữ chính ngày càng gian manh, còn đâu em Đào Quỳnh thôn quê hiền lành chân chất. Không còn phải chờ đợi lâu nữa, khán giả sẽ chính thức rơi vào ma trận hạnh phúc xen lẫn bi kịch bắt đầu từ tập 13 của bộ phim Quỳnh búp bê. Trong tập 13 của bộ phim, cả hai nhân vật nữ nổi bật là Quỳnh và Mi Sói đều lăm le trở thành bà chủ của động quỷ. Sau tập 12 bộ phim Quỳnh búp bê, người hâm mộ bắt đầu có xu hướng chia cặp xiết tình. Theo đó, Phong Công Tử được người hâm mộ tác thành với nữ chính Quỳnh, còn Cảnh Soái Ca ngậm ngùi về cùng một đội với Mi Sói. Tuy chỉ là sự vui đùa của người hâm mộ, thế nhưng không ít người bất ngờ khi bông đùa trúng kịch bản của bộ phim. Chắc chắn những tập tiếp theo không còn đơn giản là sự đấu tranh quyền lực của Quỳnh và Mi Sói, mà là cuộc đấu tranh giữa hai cặp đôi Phong Cấn, Quỳnh và Cảnh, Mi Sói. Cả Quỳnh và Mi Sói đều đã nhanh chóng hành động những bước đi đầu tiên để trở thành bà chủ của động quỷ. Trong khi Quỳnh lựa chọn dụ dỗ Thái tử Thiên Thai, thì Mi Sói lại quay sang quyến rũ Cảnh đại ca lập một đế chế riêng, hòng đạt được mục đích của mình. Long Cấn phái Quỳnh đến chăm sóc cậu con trai cưng, tuy ngoài mặt tỏ ra dịu dàng, ngọt nhạt, tưởng như đang tận tình quan tâm đến sức khỏe của Phong, song thực tế Quỳnh nói lời nào cũng là lời châm chọc, khiến Thái tử Thiên Thai vô cùng tức tối. Dọn mâm cơm toàn đồ ngon canh ngọt, Quỳnh cố dỗ dành Phong như một đứa trẻ. Chàng công tử vùng vằng khó chịu trước thái độ của Quỳnh, dỗ mãi không được, Quỳnh chiều theo ý định của Phong, bưng bát cơm ăn thản nhiên. Anh không ăn thì tôi ăn, cứ coi như cho chó cho mèo ăn đi. Từ một cô gái nhút nhát, Quỳnh giờ đã dám cao giọng mỉa mai cậu chủ. Giờ đến ném cái gối vào tôi còn ném không xong thì còn làm được trò trống gì? Không chỉ Phong công tử mà khán giả cũng rất ngạc nhiên trước một Quỳnh búp bê xéo sắt và đánh đá. Bên cạnh đó, vợ chồng của Vũ bắt đầu gặp nguy hiểm khi có nhiều người rình rập xung quanh. Có lẽ Lão Cấn đã ra tay để trả thù cho con trai của mình. Chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, một khẩu súng đã chĩa vào lưng của Vũ. Tuy nhiên để cứu chồng, vợ của Vũ đã quay người lại để đỡ đạn cho anh. Một viên đạn với hai mạng sống của vợ Vũ và đứa con vẫn còn đang ở trong bụng. Bộ phim Quỳnh búp bê với những tình tiết cực kỳ hấp dẫn nhất định sẽ đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Đừng quên, bộ phim sẽ được lên sóng trở lại vào 21:30 tối thứ Hai, mùng 1 tháng 10 trên kênh truyền hình VTV3. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.